ngồi đó cười rồi đó. Gì đâu mà thợ quay gì đâu mà thợ chuyên nghiệp là vậy đó. Chuyên nghiệp hả? Xin chào tất cả các bạn nha. Nói xàm khấn thiết ngữ. Đó các bạn, ở trong cái thùng này là cái gì? Là nước đá. Còn mốt đựng nước đá đựng gì? Lâu đạn lưu. Đây một con lưu siêu to khổng lồ. Con lưu cái đuôi con lưu. Con lưu siêu to khổng lồ làm được nhiều ui món lắm mà nha. Hai con luôn. Má cái này, cái này ăn cả 10 tháng 10 năm luôn. Ốc này làm đám cưới với hai được. Làm đám cưới với hai luôn nhở, dữ vậy. Các bạn ơi, đón xem ai trong cái thùng này có gì bạn. À, đủ thứ hết. Không thấy rồi đó, có cái bao. Mới giả lên thấy rõ ràng. Đó bạn vậy thôi, dầm xui cho bạn xem. Có con lâu. Kêu nó nghe đi anh. Lâu nó khá bị phiền lắm, lâu lại nè. Hai ba. Ui. Thấy không, có cái bao rõ ràng. Cái bao với cục đá. Nè. Thấy chưa? Ê con cá bự hơn cá bự hổm cái gì? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn cá chầm chim. Nhỏ hơn chầm chim mà sao bự vậy? Thì không mở luôn. Kìa. Con cá giòn nè các bạn. Hai chồng mình đi câu ở trong Lung Ngọc Hoàng mà tính em về nuôi làm kiển chơi, nhưng mà không ngờ là nó chết cười. Nhờ vậy. Nhờ vậy mà nó ho cho cái bao tử. Nè, đây, đây à. Từ từ đút tay em. Đánh lú. Lú mẻ nó. Cái phao này làm bữa về bạn thả nó xuống cái chén phao lòng thòng này nè cho nó nổi lên. Miễn nó có chết á, lôi nó lên luôn. Mà ngồi đâu là nó chết thiệt. Tính đâu là đem về á đặng nuôi làm kiển á bạn, cá này bự quá. Một con khu rô đầu năm luôn. Khai cừng à, hai chồng mình à, đi khai cừng đầu năm dính luôn. Hai con Hugo mà xảy hết con rồi. Còn có một con không? Giả bộ phóng sinh đó. Cái con kia thì nó bự hơn bạn. Con này thì nó không có bự bằng à, con hôm bữa bên chầm chim. Nhưng mà đầu năm mà dính đường con gì là nó cũng là siêu to khổng lồ rồi nha bạn. Hugo đó nha. Giỡn hoài nào không bằng cái mình cưng luôn vậy đó. Dở muốn không nổi luôn. Nó chết nữa bạn. Nên mình không có làm kịp. Mình muối nước đá gì nè đặng cho nó tươi á bạn. Con này thì giờ cũng không biết làm món gì nữa. Nhiều quá đi. Mà với lại qua tay em gái Sóc Trăng là cái món gì cũng ngon hết. Trời 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 trời. Luộc đi. Luộc cho chị Hai ăn hả? Thôi thôi chị Hai không ăn cá. Chị Hai không cho ăn à? Ủa lộn à, chị Hai không ăn hả? À? Nhẹn đâu rồi ta? Chị Hai không ăn anh ơi. Cái này mình làm mà chị làm xong món cái kêu chị Hai đi về đi. Chị Hai đâu có ăn đâu. Đúng rồi. Tại vì ngon quá mình ăn. Đúng rồi chị Hai đâu ăn đâu. Hồi chị Hai về chị Hai múc về à. Có à, có chuyện đó nữa hả? Chị Hai không ăn chị Hai múc mà. Ôi cái họng của nó nè các bạn ơi. Ủa sao nó nhỏ thế? Ừ, ê cái họng cá này sao nhỏ xíu vậy? Tụt ra. Nặng quá à, bưng nổi. Ê cái họng cá này nhỏ xíu à. Ồ. Nè. Nhỏ hơn cá chầm chim nữa. Miệng nhỏ xíu nha anh. Cá chầm chim nó ăn chim cái gì họng nó bự. Cá của Ngọc Hoàng nó họng nhỏ gì nè. Cá này chắc cá cá cái quá, họng nhỏ. Lâu. Ê mà sao cá thịt nó cứng ngắc cần cá này thấy nó ngon cứng ngắc hả? Dễ thấy cắt hả? Ngon cá chầm chim nhìn thấy ngon mà nó trắng tươi nghe giỏng loài thấy chắc nó ngon hơn cá chầm chim á luôn à. Đúng rồi, đúng là cá này ngon hơn cá chầm chim. Đi ra nè. Ôi lâu 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 kia người ta, người ta đi lại đuổi người ta đi. Ừ đó đó. Ồ luôn hôn cá luôn cả. Không không ngon nhanh dạng không á. Ồ thôi ghê quá mẹ ơi, đi ra đi mẹ ơi. Đó kêu người ta đã đuổi người ta. Yêu duyên. Yêu duyên gì chứ. Giận đi luôn rồi. Trời con lưu nó khoái lên sóng hơn mình nữa các bạn. Nó là nữa này nha. Bóc. Xuất hiện nữa. Bạn của anh Nhẹn đó các bạn. Nè. Bạn thấy nó bự hơn anh Nhẹn không? Dạ.
Bạn kinh nghiệm đó không, bự hơn vợ nhỏ bảy bảy liền quên 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 ai con gái cho một đực mà bảy không à, mày mốt chở đi câu luôn bỏ thảo nha. Trời ơi con cá này sẽ làm cái gì đấy, kêu luộc đi không chịu luộc đó không nấu qua cho bà hai ăn luộc chấm muối tiêu chanh gớm ơi. Em bạn chấm nước mắm gừng á. Con cá này cái đậu nhỏ à, con cá bữa hổm sảy cái đậu bự. Con cá bữa hổm hình như là nó mập hơn. Mập hơn cái đậu bự hơn nữa. Con này đậu nhỏ xíu ở mình bự. Thế à, con cá á bạn mà ngon nhất là chắc là cái ức. Phải không? Dạ. Dạ không có bác sư ơi. Còn cái ức này nè bạn. Là mình thấy anh Nhạn cũng khoái ăn lắm, nhưng mà chị hai mình đọc con cái á, bà chỉ khoái ăn cái này nè, bảy cái mang của con cá á, bà không thích ăn cái sao, gì sao trong sao con nó? Cá mà sao, ăn sao con cá hết trơn á, bà chỉ thích ăn cái mang con cá thôi. Con cá này đó bà không khoái ăn mang đâu, cá hầm á chứ y bà không khoái ăn mang. Bảy cái mang đó nó lượt bà cái kia nó dưới 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 gớm mà thấy mà ngoài được hai cái mỏ bà nói ta không liên quan gì tới, nghe đừng nhắc tao nha. Ôi trời con lắm. Mẹ mình ở ngoài này thì mẹ mình không có ăn cá dồi nha bạn. Chỉ nhà mình thì chỉ có ba với anh Nhạn cho mình ăn thôi à. Ở trong bà ngoại thì nè, ngoại thích ăn cái mỏ. Chị hai á thì thích ăn cá mèn, cái lược. Cái mỏ thì nó ăn vô cái mèn nó lược. Gớm mà bà ai ơi. Từ cái miệng mày diễn tả ra là tao nghĩ ăn luôn rồi đó. Anh kêu nó ra giùm em ơi. Đúng. Qua đây nè. Làm chút đi. Nó dành lộn màn hình. Còn anh Nhạn phải ăn cái ức này nè. Rồi cưng phải ăn cái đuôi. Tại vì cái đuôi nó cần lượt dữ hơn. Cái đuôi nó quơ 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 quơ. Có dính gì đâu. Cái đuôi nó quơ quơ quơ. Dính gì đâu. Em á thì ăn cái cục thịt. Mình không biết ba thích ăn chắc ăn thịt ngon hơn. Không à, còn cưng thì phải ăn cái bao tử với dâu. Trời giỡn hoài cái bao tử. Ủa lộn cái ruột chứ. Tử con cá là ngon nhất, nó cái ruột nó mỏ rồi, con mắt nó cũng nhỏ xíu à trời. Ha. Ui. Tao đài mày vô lãnh cung mà. Đi ra. Con cá nãy bạn nó dài hơn thằng Tin đó. Dài có cá thước á. Tao dữ vậy. Đó rồi. Ê đó, ê coi chừng cá thước thiệt á. Không à. Chắc cỡ là 2, 4, 6 tới em có thước chữ à, 7 con thước mốt à. Cá không có ăn thước. Gà của anh là nhiều 1, 2, 3, 4 hơn 4 nữa gà. 9 tất mấy. Ừ. Cũng gần thước hả. Ê con cá này mà cho nó đi đi ăn buffet không có tốn vé nè. Ừ. Không có chính xác nè. Ừ. Ừ. Bán thước trên một thước mới tốn vé. Nó mới có chín. Đời nó mà chết cho bà hai. Ừ. Chết còn quất nữa. Bỏ gì ế. Bậy à mày. Ế là một xu thế nè nghe cưng. Ôi cá nó ngon ghê luôn á bạn. Cá này thì giờ mình sẽ mượn anh Dạng mần nha bạn. Mình chỉ dọc chơi thôi hả. Chứ không có khả năng mần nổi con cá này đâu. À, cá này thì giờ mình sẽ cắt ra khúc đầu, mình nấu canh chua với khúc giữa này hả, khúc đầu với lại một khứa nấu canh chua nha bạn. Còn cái phần cuối này á thì mình khô sẽ đi làm khô một nắng, rồi khô một nắng xong rồi mình sẽ quay cho bạn xem các món mình sẽ làm như thế nào ra sao. Trời nắng này mà phơi nha, một ngày một là xong, một nắng cưng là nó còn khô nữa đó. Nhà phơi khô một nắng ngon lắm nhá, giỡn hoài. Cá này phơi khô hả, uống rượu không bia hả, uống rượu đi, rượu ngon hơn bia hả. Ngon ghê vậy. Giờ anh Dạng sẽ xách cá này vô làm thịt đó nha các bạn. Anh nhiệm vụ của anh nè, anh ơi. Nhiệm vụ cao cả của anh nè.
Bởi vậy nhiệm vụ câu dính thì về cũng bắt mặn nữa. Nó đứt. Lấy cái phao rồi. Người ta cố tình mà. Sao cầm luôn đi, nặng chết vậy. Để nó đi. Ừ. Để kêu cầm là nặng. Ừ. Tính đâu đưa cho anh. Mấy cái kỳ này chắc cắt bỏ hết hả? Để đại đi. Để chiên giòn ăn. Bỏ uổng. Được á. Được. Tận dụng mà. Mấy cái kỳ đó mới ngon á. Hả? Ừ. Béo. Em nhớ là ăn cái này với cái này như vậy nè. Cái này bỏ. Không, để luôn. Chị Hai ăn hả? Không, chị Hai đâu có ăn đâu. Nhớ nói là nãy giờ chị Hai nói chị Hai không có ăn trong cá này nha. Chị Hai múc đem về. Đã nói rồi à. Giờ tới công đoạn lóc cá nha các bạn. Để coi ông thợ này lóc cá chuyên nghiệp không nha. Bài này là quánh liền đó. Cá này phơi không biết tới đại địa nó mới khô. Không, cái này mình phơi một nắng mình đâu phơi khô đâu. Từ nào đủ nắng vô làm thịt quất. Sao mà thấy bài nhảy chân vậy ông thợ? Để tôi đâu phải thợ lóc đâu. Đó là thợ. Ôi đó. cái bong bóng rồi nhá. Cá có trứng nhỉ? Hả? Cá có trứng. Không, cái đó là cái gì? Bong ăn bóng. Được không? Được không? Đó béo quá. Tới thịt luôn. Trời ơi, thịt của kìa. Cái này cậu ăn rồi. 4 5 con cá nó mới lớn mà biết lắc liền chứ gì. Trời ơi, nó ngon. Thịt cũng vậy cùi. Đem vô tay canh đi. Dấu. Hồi lên tay canh vì hai mang hai chồng mình thục quá. Rồi phát biểu linh tinh. Chiên nha. Ngon mà. Hết cái đường móc hay gì rồi. Ê, cái xương đó mình nấu ăn chua được lắm. Hả? Ô, còn thịt đâu nấu. Sao không được, trời, như ăn cá ba sa vậy đó. Đúng rồi đó. Đậu cá ba sa anh không ăn hả? Hả? Bỏ uổng. Để nó cốt. Nấu đi em ăn cho. Cái thịt dính trong cái xương á. Ngon lắm á, như ăn cái đậu cá ba sa mà người ta lóc cái thịt rồi còn cái xương nữa đó. Đó đi làm cá không có làm món này bởi vì không rành. Chị làm công ty cá mà vậy đó, lóc con cá rồi kìa. Xấu. Làm công ty cá đâu có lóc cá đâu. Chứ đó có lóc đâu có lóc cá bự dữ vậy. Không có đâu, cái tiệt chiêu lóc xấu nhừ nhừ vậy, bà biết tiệt chiêu gì không? Ốp cho thấm. Lóc xấu mình nói vậy đó cho nó đọc. Già cá đậm. Chết đậm đúng vậy. Tại nó thấy gì chưa? Cái miếng vậy đó mà đòi bỏ á. Nghĩ sao vậy? Miếng đã ngon chết luôn vậy đó. Miếng đã nấu ăn được nồi canh chua luôn đó. Đừng giỡn hoài. Hư cái dao. Cửa thôi. Giòn quá. Chút để chút lửa chứ. Chứ có lửa đó ba ơi. Trời ơi, cái miếng cá như miếng dáng người á. Mẹ để em lên nằm ngủ vừa nữa. Thôi ớt dày luôn. Ớt hồn thiệt. Để sao cắt không? Cắt gì? Khứa khứa nào. Khứa nó đi. Khứa nó gì nè. Ờ đúng rồi. Vừa thôi. Ê dậy đi. Ủa lộng thưa. Dậy đi. Dậy anh chứ. Rồi dậy hồi thưa cho thấm. Cho nó mau khô. Trời này nắng này, lúc này nắng dữ, trời mau. Em lên nóc nhà thôi. Khô một nóc nhà. Hết khô một nắng mà khô một nóc nhà luôn. Lên nóc nhà phơi đi. Thiệt chứ bộ. Để nóc nhà phơi khô nổi. Mấy khô nổi. Mày, cứ nói vừa nóc nhà, ba gần gần mới âm chứ. Đóng dấu thằng nọ. Ừ, dạng Nguyễn luôn má ơi. Chỗ này là của mình nha. Ớt nè bạn. Cái ớt này mấy bạn phơi héo héo một cái. Bạn ốp vô thêm miếng xả nữa hay đem chiên một cái. Nè các bạn thấy. Cái dạng Nguyễn luôn. Ghê gớm thiệt chứ không thợ cá này bó tay. Cái đóng dấu cá của mình. Giờ mình rửa ra sạch cái. Mình để lên cái dĩ gì cho nó gáo gáo nè bạn. Rồi cái mình sẽ đâm muối ớt đồ ớt đó nha.
hết hồn cá ngon thiệt chứ. Ôi bị lủng mấy lỗ rồi kìa. Đúng. Ở đây thì cái phần này á, mình sẽ làm cái phần để ốp muối cá nha bạn. Ở đây thì có muối, đường, bột ngọt với lại tỏi và ớt. Ớt thì mình dùng ớt Thanh Châu. Tỏi này mình để hơi nhiều nè. Ớt. Ớt là để tỏi với ớt cho có cái độ thơm và cay á bạn. Với lại mình phơi đựng cho nguội bung. Đúng rồi, chính xác rồi. Dạ mình sẽ đâm cái phần tỏi ớt này trước nha, rồi mình đổ ra tô hả, đâm muối. Rồi hồi mình trộn chung với nhau mình đâm lại luôn. Tại vì cái cối của mình nó hơi bị khiêm tốn. Mình cũng đâm tỏi ớt xong rồi đó bạn. Với ở đây thì mình có bỏ muối nè với lại đường bột ngọt vô nữa. Giờ mình sẽ đâm lại trộn cho nó đều nha. Đâm lại trộn cho nó đều luôn đó nha. Cái muối thôi mà nhìn, mặn quá vậy. Nhìn thấy hấp dẫn không? Có đâu có đường bột ngọt ở đây đó mà, đâu phải muối không hả? Đâm lại sơ sơ, nãy mình đâm nhuyễn này. Giờ mình sẽ trộn đều luôn. Có muối hộp thấy nó không mặn bằng muối bột á. Hai người nào nó không đúng cho muối bột cái đâu có mặn, có muối hộp cái đâu có mặn. Lộn muối hộp nó không mặn không. Rồi bỏ ớt bột vô nè em. Bột quá, ớt khô. Mình sẽ để thêm một ít ớt khô nữa nha. Này để đen hồi nào xét mặt nó cho nó đẹp. Chứ ăn trộn chung hả? Không, trộn chung nó gã ra sao. Nó xét lên trên cái mặt nữa. Quá, quá thịt. Ừ. Có con lông qua vô đây nè. Cá có lông. Cá có lông. Ớt không chín nhìn không đỏ không ha. Ừ. Chưa hấp dẫn lắm, ớt mà đỏ tươi luôn á. Nhét nhét vô mấy kẻ lấy cái thao hơi nhỏ. Dạ. Gai á, xương á, vuốt xuống đừng vuốt lên. Nãy phía đây chưa lắc xương, còn mấy cọng. Hàng gì anh chưa lắc cho nó em cầm mới đụng lắc. Nhét vô đây nè. Đổ lại hết nguyên tô vô đi. Còn cái bề kia nữa mẹ. Bề kia đâu thấm đâu. Bề kia nó lật lên được rồi. Dạ xác. Đuôi kìa, lên đuôi luôn. Nhìn ngon thiệt chứ. Cái này theo đậu phơi héo héo vô chiên ăn ngon dữ dằn luôn á. Đặc biệt là chỗ này nè. Anh đóng dấu sẵn. Đóng dấu tên luôn nó mới ghê gớm. Thấy vậy chứ chiên ăn cái ghìa này nè, cũng béo nè. Nó giòn ha. Giòn. Cái đuôi này ngon lắm nè. Cái đuôi chiên vô giòn. Gì là đem vô chiên cũng được nữa nè. Làm ăn thử đi. Ngon đi bắt tiếp. Tính ra cá này ăn vẫn rẻ hơn cá chầm chim. Rẻ hơn. Tính cá này có 350.000 à. Tiền vé nữa cũng như là 120 nữa. Là cho 500.000 luôn đó. Đi chầm chim tính đi xe đi. Chúng ta đi về 150.000 rồi. 5kg cám 250.000 nữa là như vậy. Rồi biết dính cá không? Rồi tiền vé 120 nữa. Rồi này đi tại hên xui thôi biết dính không? Không mà thấy chắc tỷ lệ dính nó nhiều hơn. Chầm chim giờ hết cá rồi. Dẫn lời hơn nhưng mà tính cái đi công đi ở đây bà anh chạy bà anh về là đuối đuối rồi. Nhưng mà mua cái là thấy hơi buồn buồn. Không có có nhiều người chỉ đó em. Chứ sao mình đem ba lô bự bự mình vô đó mình lóc thịt cái mình bỏ vô ba lô. Nè nó bắt hở nó luôn. Có sao nó bắt thì đó mình lúc đó nó bắt thì nó quên không biết cần ký tính tiền. Chứ không lẽ nó bỏ tù mình sao? Nói thì làm được không? Trời luôn. Nói được mà không có làm được đó. Giờ là mình chà nó xong rồi bạn. Mát xa cho nó. Mình đã đỡ lên cho nó hở hở ra nhét vô móc cái dưới lên môi mới thấy. Ừ đó. Nhét vô, nhét vô. Nhét vô cả là phơi. Nào phơi nó sát ở kia lên. Đó. Chậm chưa các bạn. Các bạn nào thèm chưa chứ mình thấy mình muốn thèm chảy nước miếng rồi đó. Cá này ít mỡ. Hải mà ăn được cắn miếng luôn rồi. Cạp đi được. Nhìn thịt không
bây giờ mà ăn đồ sống là bị nhiễm hắc cái gì à? Cunula. Sicula. Sicula. Ghê lắm, ghê lắm. Mình ốp nay chừng nửa tiếng gì đây các bạn, cho nó thấm vô đi hả, đem đi phơi nha. Để đi phơi liền, nó không có thấm vô đâu. Quá trời miếng thịt như vậy hết hồn. Đây. Ừ, vậy hết hồn luôn đó. Này theo độ giờ làm cái lò lửa để nướng ăn được luôn á. Được, lắm luôn. Ngon lành luôn. Rồi để phơi khô đi. Ngon hơn. Đây cái này nướng đáng dứt đắt lắm mày ha. Cá mình ốp nãy giờ nè bạn, giờ mình sẽ để ra phơi nha bạn. Phơi đi rồi hơi khô. Theo héo và đem xuống ốp lại cái này. Bây giờ sẽ gắt một ít ớt khô vô. Để đều ra. Ngon ha. Hấp dẫn nha. Này bỏ lên dĩ nướng luôn rồi. Bạn này nhìn thấy hấp dẫn chưa, chứ mình thấy hấp dẫn lắm rồi đó nha. Cài ớt này cài lắm rồi. Vừa vừa thôi, ớt đó là nè, ớt xay đó chứ không phải là bột ớt đâu nha. Cho nổi chữ lên nè thôi. Ớt xay đó. Rồi. Hả, giờ. Vô mắt đi. Rồi vô mắt luôn xong luôn. Từ thử nha, nãy giờ không ai đụng chân á. Giờ đem lên gió nóc. Đó bài vô. Lên nóc nhà phơi thôi bạn ơi. Xong luôn. Mình sẽ để lên trên đó phơi. Một nắng này tới chiều là thưởng thức được. Để lên trên đó bạn. Trời nặng như vậy. Ừ. Trời ơi con cá mấy ký mà không nặng. Đó, vậy là hoàn thành. Thôi bây giờ xuống cái bẹp em lưu hưởng hết trơn. Tà lao không à. Đó, giờ phơi một nắng đi rồi sẽ chế biến nó nha bạn. Thôi. Cái đầu cái giò nãy á bạn mình có nấu canh chua rồi nè. Nãy giờ mình bỏ vô mình nấu canh chua. Cái này mình nấu canh chua với lại me nha bạn, nên cái nước nó hơi đục đục. Mà ngon lắm mà nghe. Cá đâu không thấy, thấy gạo nổi liều phiều. Cá nó nặng trốn rồi. Đó, có ông thợ nấu làm luôn, bữa nay mình khỏe ghê luôn á bạn. Mình có chừa lại cái khứa với miếng ức các bạn, với lại miếng xương. Kho khô bên đây. Ui, này chiên khô đó. Nè, bạn nhìn thấy ngon chưa? Ôi, một hồi cắn cái miếng ức này vô nha, cắn cái đầu nó tan tới đó. Sướng. Để chờ đợi cho nó chín nè, thưởng thức bạn ơi. Nồi canh chua khủng bố. Khổng lồ. Canh chua giá. Canh chua giá thiệt mà không thấy giá cá đâu hết. Ăn ghê à. Giờ chế thêm miếng nước mắm nè. Đó. Nó nhỏ nó quánh lộn quá. Ngon chưa? Ôi, hấp dẫn bạn ơi. Giờ nhắc xuống mà thưởng thức thôi. Đậu cá mình múc ra xong rồi nè bạn. Đây. Đậu canh chua. Và mình múc ra hết tô rồi bạn. Mình quên đó. Đó, bạn thấy ngon chưa? Thơm phức luôn. Cháy tỏi mỡ bỏ vô nè. Đó, nguyên cái đầu á. Bạn thấy nồi cá của mình ngon chưa? Mình có bỏ thêm một ít củ hành đó bạn, cho nó ngon. Đó, các bạn nào thèm chưa? Nè, yeah, thấy chưa? Thì kho cá thì cũng giống như mọi khi, canh chua thì cũng vậy đó bạn, nên mình chỉ quay sơ cho bạn xem thôi. Công thức thì nó cũng giống như nhau à. Y cũ, u kỹ. Nó cái gì truyền thống hả? Truyền thống. Giờ chính là mình sẽ bỏ hành vô đây nha bạn. Bỏ hết hành vô. Gốc hành với hành lá. Trời ơi. Ngon quá bạn ơi. Trời ơi. Nha, bới một chén cơm nha. Cắn miếng này vô. Xịt vô cái đầu nó tan tới đó. Trời ơi, mới diễn đã thôi là thấy thèm chết luôn rồi đó. Bạn nào thèm chưa? Nha. Mời các bạn miếng nha. Nha. Ầm ơi. À. Chết chưa? Ầm. À, mình ầm chùm cho.
mình sẽ sắt thêm vài lớp ớt để lên nha bạn, cho nó cay cay ngon. Mình không dùng tiêu nhưng mà mình dùng ớt. Đó. Trời ơi, nhìn thôi là muốn nhức nách luôn rồi đó nha. Thôi không ăn không. Ăn nhức nách mệt mỏi lắm. Cái cục này chưa béo không đâu. Cái cục này nè ha. Trời ơi, cắn vô cái ha nó sệt ra. Có cắn vô cái mỡ nó chảy chảy hai bên mép. Gớm quá. Ghê quá đi, nhưng mà ngon quá đi. Thôi giờ mình thưởng thức thôi, cho các bạn nhìn thèm chơi. Giờ mình bới một tô cơm ha. Sáng một cục đèn cái ha bạn. Trời ơi, quất một muỗng vô ha. Trời ơi, rồi nguyên cả nhà xóm đợi đè đánh luôn. Nó đã gì đâu á. Rồi giờ, nói chơi thôi, dọn ra thưởng thức thôi bạn ơi. Cho bạn thèm đi, thuốc sau để mình thưởng thức cho. Đây mình cũng chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở cái clip sau nha.